Văn Sơn Du Ký. Quý vị thích đi du lịch cùng với Văn Sơn, chúng ta đi khắp tất cả những nẻo đường đất nước chúng ta, thì quý vị subscribe, bấm đăng ký, và kế bên cái nút đăng ký có cái chuông, bấm vô cái chuông để mỗi lần mà mỗi có mỗi tập mới phát hành thì quý vị sẽ là cái người mà nhận được thông báo đó và quý vị sẽ được xem sớm nhất. Ok, subscribe right now. Tôi Văn Sơn, năm nay 35. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi, ghé Huế đến Bắc Ninh rồi Phú. Hòn Đá Bạc là một cái địa danh nổi tiếng của tỉnh Cà Mau mình. Mà mỗi khi mà chúng ta về đến Cà Mau mà chúng ta có dịp đi du lịch Cà Mau đó, là chúng ta phải ghé ngang Hòn Đá Bạc để nhìn thấy được cái Hòn Đá Bạc nó như thế nào. Và ở Hòn Đá Bạc có những đặc điểm như thế nào, những đặc sản là cái gì ha? Cua Cà Mau là chuyện nhỏ. Cái con cua đá của Hòn Đá Bạc ở Cà Mau mới là cái chuyện lạ. Anh em mình ra ngoài Hòn Đá Bạc à. Cách thành phố Cà Mau 50 cây số, đi khoảng chừng 1.5 tiếng đồng hồ ha. Đi bằng xe 1.5 tiếng đồng hồ, đúng ra 50 cây số đi lẹ lắm, dừng 1 tiếng đồng hồ thôi à. Nhưng mà đường nó hơi xấu chút xíu đúng không à. Tại vì có những đoạn đường nó sửa, nó hơi chập chờn chút xíu. Đang sửa đúng. Nhưng mà ra Hòn Đá Bạc này là xứng đáng 1.5 tiếng đồng hồ, tại vì đây là một cái phong cảnh rất đẹp. Bây giờ mình sẽ đi một vòng đảo à. Để mình xem coi. Sư nghe nói trên này là có một cái tượng Phật Bà và có một cái đền ông Nam Hải đó. Rồi 2, 3. Ok. Rồi ok. Rồi các bạn đi qua nha. Rồi mình đây. Đưa bà con cua bác, đây là cái con cua mà nó sống ở dưới đá nên mà kêu bằng con cua đá đó. Người dân miền Tây mình vậy đó, đơn giản vậy đó. Nó sống đá kêu cua đá đúng không anh? Ok à, đây là cái anh mà đã bắt những con cua đá này bằng những cái lợp như thế này à, anh cho hỏi bao nhiêu năm tên mình là gì? Tôi Phan Văn Sồi. Phan Văn Sồi 63 tuổi. 63 tuổi dữ ha. 63 còn trẻ ghê luôn á. Nhìn anh không ai biết cái 63 đâu. Sắp nhìn 2. Đó khoảng chừng sắp 2.5 thôi à. Dạ. Tiếng nữa mới được phải không? Okay. Nói cho hỏi là con cua này bắt nó khó không? Nó thì mình biết là nó mình đặt nó mới được à. Thí dụ đi, biết là sao? Mình biết là có nghĩa là bây giờ cái kẹt đó là mình bỏ nó vô có thể là nó chạy. À. Còn mình bỏ khơi là nó không bao giờ chạy, biển dưới này cũng gạch nè. À. Nó lững lờ nó đâu có vô được, phải cái lợp cái cứng vậy là nó mới vô. À. Ok. Vậy là cua đá, là mồi của nó là con đá. Cái mồi nó là cua cá. Mồi cua đá nó đâu ăn được. Đang biết nghe cua đá là mồi và cục đá. Có nghe cục đá này là để cho miệng cho nó chìm đúng không? Chìm đầu xuống, nó giữ chặt cái đó. Giữ chặt cái đó. Để cho con cua nó vui. Mình lấy cái phao này nè. Tìm cái phao này mình thăm. Nhưng mà mỗi lần thăm làm sao mình kéo lên mình mới biết được chứ đâu có thể nào mình biết được là có hay không đúng không? Phải kéo lên. Kéo lên. Nhưng mà con cua đá này á nó bị lớn như thôi thì nó có lớn hơn nữa không? Có lớn nữa. À. Có thậm chí là cũng nhiều con đó là có 1-2 con cũng
300 gram có, 300 gram, 200 gram có, nó vậy đó. Mà đa số là nó cỡ này. Cho em hỏi thăm là cái con cua đá này đó là anh bán ra 1 ký gì bao nhiêu tiền? Nếu tôi bán cho khách ăn gì đó là bình quân đó là có 150, 150, 200, tùy theo lớn nhỏ. Rồi một ngày mình bắt được bao nhiêu ký? Ngày đó bình quân là tôi cũng cỡ 5 ký à, cái đó 5 ký. Là chắc ăn bình quân mỗi ngày. Wow, như là ngày kiếm được 1 triệu bạc rồi trời. Vậy đó. Ngon á, ông ông gì ông triệu phú rồi ông. Dễ gì? Nè, ngày bán được 1 triệu bạc rồi. Sáng giờ mới bán được nhiêu đó, 5-7 ký thôi. Trời ơi, làm 5-7 ký thôi à? Hồi sáng giờ là mới, sáng giờ là tới 1 giờ trưa thôi nha. Ba từ đây chiều là bán 5-7 ký nữa. Không có nữa. Chắc tôi bỏ nghề. Mình đặt chứ. Chắc tôi bỏ nghề đi sắm lộp đi đến đến lập vui với ông à. Cái gì nói gì nè, nói cho tôi nghe là chiều nay mình đặt phải không? Đặt nè, bây giờ mình đi thăm. Sáng đi thăm cái nữa là cũng như mình tính đêm rồi đó. Thì đó. Đi trong đêm mình thăm được 2 giác thì phải bình quân phải có 5 kg. Một ngày là phải có 1 chục ký rồi. Đúng không? 5 ký thôi, mình tính 5 ký thôi. Thì ta tính 5 ký được. 5 ký thôi. Bình quân thôi. Em nói giỡn với con cua này mình chế biến sao mình làm gì ăn ngon anh? Bây giờ cứ về cứ bỏ nước đá vô. Bỏ nước đá vô. Bỏ nó vô có bắt đầu cho nó ngọt nó chết đi. Xỉu đi cho nó tê đó phải không? Rồi tê bắt đầu cưng mới rửa cho sạch. Trời kêu bằng cưng nó thương quá không? Kêu bằng cưng luôn thương quá luôn. Rửa cho sạch rồi bắt đầu cái bắt cái dừa mình nấu cho nó sôi. Nước dừa nấu cho nó sôi rồi cái mình đổ nó vô là nó còn nguyên. Mình hút lại là nó còn nguyên, nó không có rụng bẫy ra ngang. Rồi ăn thử coi. Rồi nêm vô ăn. Vậy thôi đó. Ăn giống ăn cua thường chứ cũng lột ra mình cũng cắn rồi khác. Lấy đồ mình đập dần. Nhưng mà gạch nó ở trong con cua này là gạch đỏ nè. Cua yếm vuông nè. Okay. Con cái nè. Okay. Là gạch ở trong nó đỏ tươi. Gạch trong đỏ tươi luôn. Còn nếu không có gạch đỏ phải không? Là cái kia nó đục đục nó như sáp ong vậy đó. Coi như đây mình luộc thôi. Ý nó mình luộc nước dừa đúng không? Bỏ cho nó tê xong luộc nước dừa. Lý do tại sao mình làm cho nó tê? Đây là do nó lận là cho nó chết lần mình đừng kẹp mình lần mình rửa. Rửa cua cho nó sạch không? Kêu nè. Rửa cho nó sạch chứ đâu phải nó gì đâu mà mình luộc ăn được đâu. Đó. Tức là cho tê để cho nó đừng có kẹp. Lúc mình kia rửa hai bên đây nè. Ok. Chứ nếu mà mình không cho nó tê đó thì mình bỏ vô nước sôi cũng được chứ không phải là không được. Được mà nhưng mà nó rụng. Nó dậy, nó còn sống, nó dậy nó rụng, rụng càng, rụng này kia hết đúng không? Mình bỏ nó vô trong nước lạnh đi cho nó tê lại. Mình bỏ nó vô mình rửa xong xuôi mình bỏ vô mình đẩy. Nó quéo lại nguyên con luôn. Nó ra nó dày luôn đó hả? Nhưng mà anh cho em hỏi thăm cái con cua này nó có kẹp không? Kẹp à, kẹp không nhả đó. Kẹp không nhả hả? Không nhả đó. Hồi xưa giờ anh có bị kẹp chưa? Có chứ. Ủa gì sao nó nhả? Anh nói như là không đúng rồi. Không, kẹp không nhả. Vũ à, vũ mới ra chứ không vũ ra. Vũ nó nha. Không thì phải vũ nó kẹp đau quá, vũ nó dạ. Có vũ. Đương nhiên là kẹp cái vũ rồi. Nhưng mà nãy hỏi cái vũ cái kè này là sao? Cái này là mình là để đừng cho con cá nó chạy qua chạy lại. Nó chạy qua chạy lại nó cũng khôn lắm, nước trong này chạy qua chạy lại là nó móc cá nó ăn không. Cũng có mèo trong đó chứ. Anh lớn lên đây, coi như lớn lên đây, sinh ra lớn tôi lên đây. Thì hồi đó tôi qua đây là tôi cũng ở giáp trên xã này, mà tôi qua đây năm 91 rồi. Tôi qua trong khi đất liền đó nó mọc ra gần tới cái hòn này rồi nè. Đất liền mà mọc luôn á hả? Gần tới hòn này luôn, còn chỉ 3 thước nữa là vô tới đây, cái hòn này luôn đó. Mà nó lỡ từ năm 91 tới giờ. 3,5 ký này là nhiêu tiền? Cái này là thành nhiêu tiền? Lớp bán rồi lớp bán cho thì là nhiêu đã biết trả tiền lấy trả chứ cái gì có ăn thì còn dưới này nữa nè còn không còn nhiêu không còn nhiều trời sao nó nhiêu đây đâu có nhiêu bây giờ chỉ còn nhiêu đâu có nhiêu thấy còn... chưa hồi nãy là nói một ngày thấy chưa hồi nãy là nói một ngày là 4-5 ký nó là 3,5 ký là bán kia mớ rồi đây còn mớ nữa tụi nó không này không chịu phú mà rồi giấu bớt rồi được rồi bây giờ ở dưới còn bao nhiêu ký còn dưới chắc cũng cỡ 2-3 ký nữa 2-3 ký ha rồi còn nhiêu ký hết luôn được không rồi vậy nha đâu có mồi lợp chứ coi móc con mồi lợp đi kẹp con lợp anh em ơi nó kẹp mà nó không thèm nhả mới ghê nè anh ra cầm đi nè thôi tự cầm đi nè ngang gì đó bóc ngang nó hiền lắm rồi để đó đi mà nó kẹp có một lần đó nghe thấy chưa nè nó hả càng nó ra nè đây nó hả càng ra chưa mà con này nó được cái dễ thương là nó kẹp nó không nhả nó kẹp có một lần nó kẹp nó không thèm nhả mới ghê okay. Đó kìa con cá kìa trong khi nó là nó bị sống nó đâu có tuột ra được đang cua phải chui vô đi tôi làm cái mang gì rồi nè nó đâu có tuột ra được mày phải vô đúng rồi muốn ăn phải bò vô phải không đâu có ăn ngoài núp núp ăn ké được đúng không con nhưng mà cá cá đó cá gì cá này là mình chưa bò cá mồi nhưng mà sặc hả nhìn cá mồi cá mồi nghe biển phải không cá biển phải không
Đó, kiểu nó vậy đó, thấy không? Nó đẩy vô, bóc nó. Đó. Năm nay chị nhiêu rồi? Năm nay 61 hả chú? 61 hả? 61 Hà, trời ơi. 61 Hà. Thương dữ sợ luôn á. Rồi ông này, ông này là ai? Ông nào? Ông này nè. Ông đó bạn đời à. À bạn đời hả? À, rồi ông đó có khi nào kêu chị bằng cưng không? Kêu em không mà không kêu bằng cưng. Trời ơi, nãy ông kêu tôi bằng cưng đó nha. Ờ. Rồi tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Ký 150 ha. Trời ơi, vậy đây còn làm sao tôi trả ơn lại được trời. Đâu gì trả ơn đâu. Mai mốt rồi, mai mốt chỉ cần bắt mấy con cua cái á mà nó có trứng á, thả xuống dưới được rồi. Vậy, vậy thôi. Chị cảm ơn ha. Rồi, vậy thôi ha. Ok, khỏi trả ơn gì hết nha. Rồi, ok chứ. Rồi, may mắn nha. Rồi, vậy gì, bắt tay cái đi, chị em mừng lắm nha. Rồi, vậy ha. Rồi. Ông rồi. Kêu ba ông cưng cái coi. Em có hỏi chứ không? Kêu cái cưng coi. Kêu lại cái coi nè, cưng ơi cho đã coi. Cưng ơi. Ôi. Có gì ơi. Nó kêu cưng ơi phải nói là cái gì đó cưng chứ. Nói như rồi, ok, cảm ơn nhiều lắm nha. Trời dưới gan đi ngon ta. Chín cây luôn nè, nứt rồi nè phải không? Ừ. Em này tại sao nứt vậy em? Chín quá. Chín quá nứt hả? Này mình trồng đâu vậy em trai? Ở đây luôn á. Ở đâu? Ở đây là ở đâu? Ở đây là Trần Văn Thời. Huyện Trần Văn Thời là ở đây. Nhưng mà ý là nói trồng đâu? Trồng ở trong đồng hả? Trong ruộng hả? Ruộng ở đâu? Hướng nào? Đây hả? Đây xung quanh đây. Hướng này, ok. Ở đây mình trồng được cái gì? Ngoài gan này mình trồng được cái gì nữa? Lúa, chuối. Bí rợ, dưa hấu nữa. Bí rợ nè. À, ok, tốt. Ừ. Chuối nữa hả? Chuối là đặc trưng ở đây. Cái bí này nó bị đau cho nên ta gọi là bí đau. Còn dưa này nó bị bệnh gan cho nên gọi dưa gan. Rồi, cái này bán nhiêu ký vậy? Bao nhiêu ký? 7.000 ký. Ký có 7.000 à. Bự quá ha. Ừ, đẹp quá ha. Cái này đẹp quá ha. Sao? Như mùi thơm không? Tại sao mấy cái trái nứt này không hửi, hửi trái nguyên. Wow, 4,5 kg luôn. Bán nhiêu ký? 7.000 ký. 7.000. 7 lần 4 là 15. 15.000. 15.000. Rồi trái dưa ra. Ok. Cho mượn cái dao anh. Bỏ bên này. Bỏ vô bên nè rồi cái mình bỏ bên nữa. Ừ. Đúng không? Giờ ông miếng tuôn miếng. Rồi sao hết cho nội. Ông miếng tuôn miếng đi chứ sao? Bỏ đây nè. Nè, ăn hết này no luôn á. Đó, bỏ ông nè cô ông á. Rồi. Đây là dưa gan mà người ta còn kêu là dưa bột. Ha, không phải dưa bột. Dưa gan bột. Không phải dưa gan bột, dưa gan bột mà người ở ngoài Bắc á, người ta gọi là dưa bở. Dưa bở. Dưa bở có nghĩa là nó mềm, nó bở á, giống như nãy mình để lên nó xẹp xuống vậy nè. Dưa bở. Nó mềm của nó bở. Ok, giờ cái đúng ra cái này ha, là để miếng đường vô ăn, ừ. Đúng không? Nhưng mà đầu tiên mình thử. Hay quá, hay quá. À, mình thử cái dưa gan chứ. Khoan để đường, đúng không? Thử nghe cái hương vị nó như thế nào. Nè. 2, 3. Vô. Lật nhách luôn. Đó là lý do tại sao người ta ăn với đường. Nếu ông muốn ấy nè, ông có đường nè. Có đường. Không có đường đi. Nhưng mà ăn cái dưa này nè mà không có đường á, mình mới thưởng thức được cái tinh túy của nó. Nó thơm, nó hơi ngọt tí xíu thôi ha. Nó không ngọt gắt nhưng mà nó thơm lắm, thơm dưa gan mà. Cái mùi dưa gan, đặc trưng của dưa gan. Mà dưa gan bột.
chứ không phải là cái loại mà dưa gan mà dưa gan giòn á, ha, là nè, nó thơm với dưa ngọt. Rắc lên miếng đường nè, thấy đúng không? Rắc lên miếng đường ăn thử coi. Khác không? Khác. Ngọt hơn. Ngọt. Tôi thích ăn gì hơn nè? Ăn không ngon lắm, tôi biết ăn với đường mà ăn không ngon lắm, thơm mà. Tinh túy luôn. Ngon lắm. Cái này nếu mà trong lúc mà đói bụng á, trời ơi, ăn hết miếng này no tới mai. Ngon quá luôn á, thiệt á. Đây là xã Trần Hợi, của huyện Trần Thời. Trên đường anh em đi Hòn Đá Bạc về, ngang đây thấy bán dưa gan. Lạ quá, tại vì biết được là ở Cà Mau mình á là ít có trồng được trái cây lắm, đúng không? Đúng rồi. Không đủ của các tỉnh khác về, đúng không? Về. Nhưng mà vô đây mới biết được á là em tên gì cho anh hỏi thăm. Lập. Lập, ok. Ngoài ra, ngoài trồng dưa gan ra còn trồng đứng bí rợ nè, đu đủ nè, bí đao nè, và đặc biệt là chuối. Mình ghi một xe chuối đang lên luôn, giữ luôn ha. Đó, nãy ông ăn dưa gan rồi, giờ ông cắt ra ông ăn miếng bí rợ. Bí rợ sao không được, mà đu đủ không được à? Đu đủ sống thì nữa làm gì? Ừ, đu cũng được nha, đừng giỡn chơi nha. Bí rợ. Ăn đi. Người tính ăn, ăn chưa khỏi ăn cơm á. Điều này khỏi ăn. Đỡ tốn tiền cơm gì. Ông nói nghe nè, chiều nay ông ăn thịt, ăn thà, ăn cá, ăn mắm vô á, sức khỏe có hại sức khỏe lắm. Tốt. Ăn cái này nè, tiêu quá dễ. Nó đâu lâu với cây vô, nạp với cây vô. Hỏi em mình nó bán chứ không bao giờ nó ăn. Ăn này chiều nay nè, còn mua cặp bí đợi nữa, sáng mai ăn. Ok, nói cảm ơn em Lạp ha. Thank you. Ngon lắm. Ok, bây giờ anh em nè, này, ông nói ngon nó không tin nè. Cho cameraman ăn nó mới tin. Rồi, ăn không với ăn có đường coi nào ngon. Nè. Mũ mới nha. Nè. Không ăn không ơi. Thấy chưa? Nó lạc nhách. Không, nhưng mà bùi phải không? Bùi thơm. Khoai. Ừ, như là khoai vậy đó. Có đường. Nó khác nào? Ngon hơn không? Ngon hơn, ngon hơn. Nói chứ dưa gan này là phải ăn với đường. Nhưng mà thiệt ra đó, nếu mà mình muốn cho tốt sức khỏe đó thì đừng ăn với đường. Ăn dày thôi là ngon rồi. Đá thế không gì ở hết. Ở đây tại còn nói là múc ra hết, xong bỏ vô cái ca, bỏ đường quậy lên, xong bỏ nước đá nữa. Thấy không? Quá dữ luôn, đẹp luôn nè. Ha. Nè, Liên có tập gym được không? Sao? Có tập gym được không? Được chứ. Thường phải không? À. Cầm này còn được nhiều ký. Ôi dạ, được. Đó. Nặng dữ vậy. Thử nhiêu ký? À, 10, khoảng hơn 10 ký. 10 ký, 11 ký đúng không? À. 11 tới 12 ký. Ừ. Bây giờ vậy nè, sáng cầm như này tập thể dục. Anh Liêm nói cái này á là khoảng bao nhiêu ký? Khoảng hơn 10 ký. Hơn 10 ký không? Tôi nói là dưới 10 ký. À. Giờ bỏ cân nè, tôi dòng cá nè. Rồi cân. Không? Đâu cân đâu. Ngay zero đàng hoàng nè. Ngay... Rồi đó. Bây giờ nếu mà trên 10 ký không ăn. À. Dưới 10 ký là tôi ăn nha. À. Rồi. Rồi. Ui chà, trên 10 ký. Thấy chưa? Cua ông già này đúng rồi, hay quá. Tập bằng ngày mà. À, hay quá. Ừ. Hay quá, tốt quá, ok. Ừ, trái đó mới đẹp đó. Ừ. Chuối này của huyện mình luôn hả? Của... Ở đâu à? Trần Thời luôn. Ngon quá. Thường thường á, thường chuối đó là nó ra một quầy. Ừ. Xong xuôi á, hồi xưa mình để nguyên một quầy, khoảng chừng mười mấy nải. Bây giờ mình cũng cắt bớt số không? Cũng để nguyên quầy luôn. Ừ, nó chỗ trên nào mà hết trái nó bắt đầu bẻ bắp bán. Chỗ hết trái bẻ bắp bán. Vậy là một cái quầy vậy anh ra được khoảng bao nhiêu nải? 6, 7 nải, 7, 8 nải, 10 nải cũng có. Ôi vậy hả? Để cao, để thấp. Nhưng mà nếu mà để hoài thì cái bắp ra hoài không? Hay là không? Không, nó ra hết cái đoạn đó, thì khoảng 7, 8 bắp thì nó hết rồi. Bao nhiêu tiền kiếm bà chủ? 3 ngàn, 2 ngàn, tùy cái loại. Bây giờ nè, cái loại mà tôi lấy nè. Cái quầy này nhiêu? 3 ngàn là 30 ngàn. 3 ngàn ký. 10 ký đó. 30 ngàn. Cái này là khoảng chừng 4 năm nải đúng không? Ừ. Là khoảng 5 ngàn nải à? Ừ. Được. Mà cái này là giá sỉ hay là giá lẻ chị? Giá lẻ hả? À, còn sỉ là rẻ nữa phải không? Đúng rồi. Cái này khoảng chừng bao nhiêu ký? Như đây hả? Ừ.
Tôi mua mão nhiêu rồi, tôi mua mão hết cho anh. Tôi dân Sơn, năm nay 35. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Rồi. Wow. Wow. Hửi rồi thơm không? Cho hửi coi. Phức luôn ông ơi. Thơm phức luôn. Nó đặn rồi nó thơm. Cái này nó giống khô nè. Cái này là một một. Ủa này khô hả? Ủa cái này là kêu bằng con sặc nè. Cái là con khô. Cá sặc găng. Sặc găng. Nhưng mà cái này là khô, còn có loại một nắng là loại gì sao? Một nắng thì hết rồi mới chuẩn bị làm chứ. À, một nắng. Một nắng thôi. Thôi một nắng. Cái này là bổi đi. Cái này là bổi, sặc bổi. Đúng không? Sặc bổi là sao? À, tức là nó vừa lạc, vừa mặn hay vừa ăn. Cạn cá là người ta kêu có sặc bổi, sặc gần gì đó. À, là cái tên. Cái tên nó vậy đó. Sặc bổi mà mình làm lạc, mình làm mặn. Một nắng, đúng không? Lớn nhất rồi đó. Một con khô như vậy nè là bao nhiêu con một ký? Nó khoảng 10 con, 90 con. 90 con vô 1 ký. Lúc mà nó còn tươi á là khoảng bao nhiêu con một ký? Có 4 con. 4 con 1 ký. Coi như là mình làm mình mất hết khoảng chừng 30-40%. 50%. Gấp đôi luôn á. Gấp đôi luôn ha. Ok. Giờ ông Liêm lấy 1 ký không? Ừ, lấy 1 ký đi. Lấy 1 ký ha, rồi cần 1 ký đi. Là 1 ha. Lên trên đó nhờ mấy đứa nó tụi hút. Bấm rồi lại là của ông thôi. À, 1 ký nè. 1 ký đi. Đó, bỏ vô. Rồi. Đây là cái con sạc bổi. Cái con này nó mập lù luôn nè, thấy không? Này chiên lên ăn cơm. Chiên vàng lên chút xíu nha. Số 1 luôn. Không cần cái gì chứ, nó chiên vàng nó lên, bắt đầu cái bẻ nó ra. Cơm nguội. Tương ớt á. Tương ớt sriracha phải không? Chấm vô. Tháng. Quất một cái. Có muốn trời không? Ơi. Một năm mình làm được bao nhiêu tấn? Nhiều lắm à. Nhiều, khoảng bao nhiêu tấn? Có đếm không? 100 tấn vậy đó. Hả? Cả 100 tấn. Cả 100 tấn một năm á hả? Ui dạ. Ôi trời ơi. Một ngày mình làm cả tấn mấy rồi. Để có khi làm xuyên suốt. Tính coi nha. Một ký là được 100 ngàn nè. Tính gì vậy đi, trời ký 100. Ta nói mới có mấy chục mà. Cứ lên trăm hoài à. Ký tính 100 ngàn cho chẳng đi. Ký lại 100 ngàn nè. 10 ký là 1 triệu. Thấy chưa? 100 ký là lời 10 triệu. 1000 ký là lời 100 triệu. Mà một năm làm 100 mấy chục tấn lận. Đâu có nhiều đâu. Một năm là lời 2-3 tỷ luôn trời ơi. Bạn ở gì đây vậy hả? Hả? 2-3 tỷ bạn ở gì đây sao? Trời ơi, chứ 2-3 tỷ bạn ở sao trời. Đúng rồi, chứ nhiên mà. 2-3 tỷ bạn một năm nha bà con. Bạn ở nhà gì đây? Trời ơi. Thấy không? 2-3 tỷ ai ở nhà vậy? Ở nhà lá rồi. Trên là... đường. Number one. Trên đường đi hòn đá bạc đó, ai mà có đi du lịch hòn đá bạc thì ghé ngang ở đây, mua khô đó ngay lò, đặc sản luôn, đặc sản có lò sấy năng lượng trời luôn. Rồi gửi tiền. Có số tài khoản không? Đây chuyển khoản cho. Rồi tao lấy số tài khoản chuyển thì khỏi mất công. Được không? Cũng được luôn phải không? Trời dễ thương không? Người con gái miền Tây vậy, tao nói dễ thương chết luôn. Thương khen không lấy tiền chứ. Ủa gì vậy? Khen biếu chứ. Thôi lộn. Đúng chưa? Đúng chưa? Thầy đây đem lẹ ra giờ. Ngay mấy chục, mấy trăm tấn. Tôi dân Sơn, năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà. Yêu bông hoa nên yêu cá bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm. Thấy bún mắm mà Sóc Trăng là phải ăn. Món phở tây. Đây là sạc bổi. 10 con 1 ký. Một ký. Em vừa mà biết 10 con. Đếm hồi nãy đếm mà. Không, hồi nãy bà nói lần ký tới mười mấy con lần. Giờ nó 10 con ký cho nó chẳng. Thôi, lấy cân lại đàng hoàng đi. Cái vấn đề bao nhiêu con một ký tôi không quan trọng. Vấn đề quan trọng là cái con ký này đó là ông Liêm cũng trả tiền.
320.000 tiền của liêm trà. Bây giờ nó nướng mấy ngon tới mấy ngon á, đúng không? Bây giờ mình phải ăn thử trước nó ngon không mới đem về Mỹ. Anh mà đem con gì về Mỹ á, nói ăn ngon không mới đem về Mỹ, ông che dở rồi sao? Tôi nói nghe nè, ngon mới đem về Mỹ để cho con vợ nó ăn, thấy không? Bây giờ mình phải thử ngon mới đem về Mỹ cho vợ ăn, mà mình đem về Mỹ mà ông không thử trước á, về vợ nó ăn mà nó không ngon nó chửi. Vậy hả? Nó mày để này là nướng thử ít thôi, ký mình nướng khoảng chừng 600 gram được rồi. Mà cái này nó thơm. Coi coi. Mày đem lại coi coi còn đúng sao còn không? Đúng mà, không tới luôn nữa à. 4-5 con nè, coi nè. Chết cha, còn có 5 con à, thấy không? Thấy chưa? 5 con à là 9 con 1 ký nè. 9 con 1 ký á. Cái khô này á, cái khô này là mình nướng sơ sơ thôi. Thiệt ra là nó ngâm nước hết rồi, nó ngâm. Mà ví dụ như khô này là ăn với cơm đúng không? Đúng rồi, con ngồi lấy cơm. Dạ, yeah, lấy cơm. Có sẵn luôn. Trời ơi ơi. Có sẵn luôn, có sẵn. Hút cơm nguội luôn nha. Cơm. À cơm. Đó. Đồ đau bụng quá. Thơm phức luôn á. Nghe mùi đau bụng luôn á. Chở đi con này nè. Mày phải không? Chở đi. Ui trời. Ui trời. Chú khét khét kệ đừng, lát mình bỏ. Lát ăn cái bụng thôi nè. Khô này tốt nè. Không có bỏ dầu bỏ mỡ mà nó ra dầu ra mỡ luôn, thấy không? Té được chứ đừng ngồi đây ăn không được đâu. Được không? Ừ, ngồi đây ăn không được đâu. Ok, bỏ gì, bỏ gì. Giờ ăn sao? Khô mà. Ủa Mỹ, đi Mỹ riết quên hả? Khô mà có người xé mới ăn chứ. À phải có người xé nữa hả? Phải có người xé. Nghe đồn, nghe đồn. Nghe nói là, là khô ngon lắm. Cuối cùng ăn đồ Việt Nam. Đó, không, mỡ này nó chảy ra nè. Bụng nó mỡ không, thấy không? Đó. Vậy mình thử miếng nha. Vừa ăn luôn. Trời ơi. Bỏ miếng cơm vô. Đừng có bỏ xương. Ăn cá ai bỏ xương. Đạp, người ta đạp phải không? Không, ăn cá phải nuốt xương. Thôi nói cơm thêm đi. Bởi vậy cho nên ăn cá khô với cơm ra là đủ rồi. Nó không có mặn. Vừa ăn. Không. Muối vừa phải. Cái con cá nó mập, nó béo. Cái mỡ nó ăn nó tươm ra. Cộng này nướng than nữa, nó thơm ha. Thơm vô cùng luôn. Và đặc biệt cái con cá này á là của anh Bảo Liêm mua. 320.000 một ký. Ăn ngon lắm. Cái đuôi cũng rất là ngon. Ăn thử ăn cái bụng coi. Bụng ngon lắm. Ngon cái đuôi của tôi nha. Ừ, để đi đi, không ai giành đuôi ông đâu. Biết mà ông khoái khúc dưới mà khúc đuôi ông khoái lắm. Nhưng mua gì cho vợ được á. Đem vợ được. Thôi bỏ rồi, bỏ rồi. Mua ký nữa đi. Mua vậy là ăn ghiền nó bắt đi cả bao mua rồi. Chết luôn á. Thôi về nói dở đi. Để nói dở ha. Nói dở. Khô cá bổi mà cái gì. Ở đây á, khô bổi nè, khô lóc nè, mắm nè. Tất cả mọi thứ là đầy hết. Tại vì hồi xưa đó, khi mà ở đây đó, là quăng một cái chài xuống hay là tát cái ao lên là cá đầy hết. Làm gì hết giờ, ăn đâu có hết. Mà nhà nào cũng có hết. Thì đã làm gì? Làm khô, làm mắm, để đó khi cần thiết đem ra ăn. Đủ rồi, chừa bụng, ăn miếng gì ngon rồi. Nên là mình thử qua tới cùng cua đá. Cua đá rang muối tiêu. Cua rang muối tiêu. Rang với muối với tiêu thôi. Rang với muối hộp, với đại tiêu hộp. Nguyên con luôn. Mình để lên, mình để lót muối dưới đó. Để cua lên. Vậy thôi đó, đơn giản vậy thôi. Vậy thôi, chín. Tôi cũng biết mà, tôi cũng biết mà. À, tôi muốn ông mở cho tôi. Gạch rồi đó không? Móc rồi ra, móc rồi ra. Nó nhỏ vậy nè. Chết cha. Giống cua quá thôi. Đông đỏ, không được đỏ ha. Ủa mà đúng là cua đá.
đó, thấy không? Nói là con cua đá là cái càng là ngon nhất. Đúng rồi, nó là ngon nhất đó. Tại vì ngoài hai cái càng nó đâu còn gì đâu. Chết cha. Chậm không? Đúng là ngọt hơn con cua thường nhiều luôn á, đúng không? Ngon ngay. Thịt nó thơm mà nó ngọt. Làm càng nữa, càng nữa, càng nữa. Hồi nãy là mình ăn không. Bây giờ mình chấm là muối xanh. Muối xanh, muối ớt xanh. Muối ớt xanh. Hồi nãy là mình ăn không rồi. Giờ chấm cái muối xanh ăn cũng rất là ngon. Rồi bây giờ bắt đầu là làm cái này là quất miếng bia nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi ngon quá. Ăn cái này mà không uống bia là chết. Ngon quá ông ơi. Thịt của mình đặc biệt quá. Thôi, vô. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Ok. Có dịp về Cà Mau nha quý vị. Ha. Ra Hòn Đá Bạc. Lựa vợ chồng của anh Sồi nãy đó. Lúc mà anh bắt được cái con cua đó, mua mỡ về. Về ở đó thì ăn nó hơi bất tiện chút xíu, mà đem về nhà luộc nó, hay đơn giản là bỏ muối hộp dưới rang nó lên. Trời ơi, nó thơm mà nó ngon lắm. Tuy là thịt nó hơi ít, ăn nó hơi mắc công chút xíu, nhưng mà cái hương vị của nó đặc biệt. Nhỏ nhỏ mà có vỏ ha. Rất là ngọt, rất là ngọt. Ngon lắm, ok, good. Rồi, vậy đi. Chào tất cả quý vị khán giả rất là thân thương của Vân Sơn. Hôm nay thì Vân Sơn đang ngồi ăn trưa để mà chuẩn bị lên đường về lại Sài Gòn, chuẩn bị đi qua những tỉnh khác ha. Và hôm nay là cái buổi ăn trưa cuối cùng ở thành phố Cà Mau trong chuyến này. Và ngồi kế bên Vân Sơn là ông Dũng, là giám đốc của khách sạn Mường Thanh ở tại Cà Mau. Và bên kia là cô Trang, là trưởng phòng kinh doanh. Ngồi kế bên Vân Sơn là bạn già Vân Sơn, Bảo Liêm. Đó. Không, tôi có giám đốc gì không? Đây là giám đốc công ty chơi bời xuất khẩu. Thật ra đó, thì hồi trước đây mà mỗi lần về Cà Mau á, vấn đề mà nơi ăn chốn ở là cả một vấn đề khó khăn. Nhưng mà từ khi có Mường Thanh ở Cà Mau rồi, thì mỗi lần mà về Cà Mau là Vân Sơn ghé Mường Thanh cho bằng được. Là tại vì đây là cái nơi mà mình thứ nhất là ăn ở tiện nghi thoải mái, thứ hai là có một giám đốc rất dễ thương, đẹp trai ha, luôn luôn lúc nào cũng niềm nở với lại Vân Sơn và kể cả tất cả khách hàng mọi nơi, chứ không phải là chỉ có Vân Sơn không. Thành ra từ đây về sau đó, nếu mà quý vị có về Cà Mau, có về Cà Mau là nếu mà tìm khách sạn để mà chúng ta ở cho thoải mái, Mường Thanh năm qua ha. Trước khi đi nè còn được đãi gì nè, hiểu nổi không? Ok, thôi giờ vô nè, đế này chăm chăm cái đi. Về Cà Mau phải uống đế nha. Đi lẹ đi. Cái gì vậy? Nắng lên rồi, nắng lên rồi, nhanh lên. Chá đổi vậy làm gì? Tao nói nghe nè, sau khi một tuần lễ mà tôi với ông ở đây ha, mình chia sẻ tất cả những cái gì hay, những cái gì đẹp, những cái gì tốt của tỉnh Cà Mau cũng như là thành phố Cà Mau mình là xong rồi. Bữa nay là trước khi mình rời thành phố Cà Mau, tôi cho ông thử thêm cái nữa. Ăn gì, ăn gì? Ăn hoài à, mập luôn, mập luôn. Dẫn ta đi ăn đi chơi mà. Không, bữa nay chơi trò chơi mạo hiểm. Ôi vậy rồi, không mạo hiểm đâu. Không, chơi lâu lâu chơi gì nó mới vui. Chơi gì, chơi gì? Đi, chơi mới vui nè, đi, qua. Nè, giữ luôn, giữ luôn. Đó, đây nè. À, tức là nay là mướn mô tô chạy vòng Cà Mau chơi phải không? Ai nói chạy vòng Cà Mau? Chơi đi đâu? Lên xe đi, tôi nói cho nghe. Đó, bữa nay hai anh em mình nè, mỗi thằng một chiếc mô tô. Chạy về Sài Gòn. Bậy ơi, thấy sai sai rồi đó. Cái gì sai? Chiếc này chạy Sài Gòn. Đúng rồi. Rồi biết đường đi không? Biết chứ. Trời ơi, dẫn chơi hoài. Có phải có ai dẫn đường mới được không? Trời ơi, làm gì có ai dẫn đường. Hai anh em mình cộng với lại nguyên một cái Cà Mau Biker Club. Đâu? Trước mặt kìa. Ủa cha. Lên xe. Ủa, ngầu vậy đó hả? Lên xe. Nè. Rồi, chơi luôn. Anh em đi dẫn đường mình đi về Sài Gòn luôn á. Chơi luôn. Nhanh. Đi anh em ơi.
Thử nha. Đó, thử tôi biết chạy hả? À? Biết không? Chắc không luôn á. Chạy nè. Ngon, 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 ok nè. À. Đi chưa? Đi. Đi nè. Đi. Sơn năm nay mới 35 mà nghe, tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà, yêu bông hoa nên yêu cá bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm, thấy bún mắm mà Sóc Trăng là phải ăn.